Rồi. Mình vào tiếp cái là phần thứ nhất, nãy là mình đã xây dựng được cái mạch điện tương đương của động cơ không đồng bộ ha. À, thì nhắc lại một lần nữa. Khi đã nói là các cái mạch điện tương đương, tức là nó không phải là chính xác 100%, ha. Nó chỉ là mang cái tính tương đối gần đúng ha. Cái đó là mình tùy theo từng cái tình huống mình sẽ sử dụng cái mạch điện nào đó để tính toán cho nó đơn giản. Mục đích của cái việc xây dựng mạch điện tương đương là như vậy. Rồi mình vào cái nội dung tiếp theo, đó là về gọi là phân bố công suất hoặc gọi là luồng công suất, là công hoặc là tính toán công suất trong động cơ không đồng bộ. Thì mình có thể nhìn thấy cái hình ở đây, hình bên trái và hình bên phải. À, hình bên trái là giải thích các cái hướng cái luồng công suất đi vào từ ngõ vào đến ngõ ra, tức là input power công suất đưa vào trong động cơ, và output power tức là công suất đưa ra đường nó ra, và bên phải đây là tương ứng với nó là công thức tính ha. Rồi thì các bạn thấy cái phân bố công suất hoặc là luồng công suất trong cái động cơ không đồng bộ thì nó như thế này ha. Thứ nhất là từ cái công suất nó vào là B in, công suất nó vào đưa vào trong động cơ thì các bạn thấy chắc chắn đó phải là công suất điện nào. Đúng không? Công suất nó vào động cơ mà tiêu thụ điện năng để biến biến thành cơ năng, như vậy thì công suất nó vào sẽ là công suất điện. Đúng không? B in. Và công suất điện giả sử ở đây đang trường hợp tính cho động cơ 3 pha ha. Vậy thì B bằng UI cos phi và 3 pha tức là hệ số 3, 3 lần UI cos phi. Đó. Với cos phi ở đây là cos phi delta 1 tức là góc lật pha giữa V và I1. I1 là cái dòng chảy trong stator, đúng không ạ? Bạn nhớ là cách ký hiệu ha, 1 là stator, 2 là rotor. V là điện áp cung cấp cho động cơ. Và như vậy tức là UI. Rồi, và công suất ở ngõ ra, bây giờ ngõ vào là B in, ngõ ra và chắc chắn nó sẽ là công suất cơ đó ha, công suất cơ các bạn đi, thì quá trình nó biến đổi từ điện thành cơ là các bạn để thấy. Rồi công suất sau khi mình đưa vào ở ngõ vào, tức là đưa vào trong các cuộn dây của stator đó, thì thứ nhất nó sẽ thông qua các cái thành phần tổn hao ở trong cái stator và lượng còn lại gọi là công công hữu ích, đúng không? Đó thì tổn hao trong stator thì gồm có thứ nhất là tổn hao đồng trong stator. Tổn hao đồng ở đây được gọi là tổn hao trên cái điện trở của dây cuốn stator, hao trên điện trở của dây cuốn stator mà hình dung chính là tổn hao trên cái điện trở R1, điện trở R1. Vậy thì là tổn hao trên điện trở R1 đó, BCU1 sẽ được tính là 3 lần RI bình phương, đúng không? R1 I1 bình phương, dòng chạy trong stator. Rồi cái tổn hao thứ hai là tổn hao trong lõi thép. Tổn hao trong lõi thép thì tính chính là tổn hao trên cái điện trở RM này. À, thì các bạn thấy một khi đã nói đến tổn hao, tức là sẽ là tổn hao trên các cái thành phần điện trở, đúng không? R1 và RM. M là tổn hao trong bởi cái lõi thép ha, bởi cái lõi thép. Rồi, tức là tổn hao trong lõi thép đó, B iron. Thì cái B này sẽ được tính là theo công thức thì nó cũng tính đúng là sẽ là gì các bạn? 3 lần RM nhân với IM bình phương, B bằng RI bình phương mà. Đó, theo công thức chính xác là như vậy. Tuy nhiên ở đây mình sẽ sử dụng công thức tính gần đúng. Đó là gì? Điện áp giữa hai đầu này, đúng không? Ở đây là R song song với XM. Đó, R song song với XM, cái dòng chạy ở đây là dòng IM. Thì tới đây nó sẽ tẻ ra cái dòng là dòng đi qua IRM chỗ này và dòng đi qua XM chỗ này. Đó là công thức chính xác. Tuy nhiên ở đây xem như cái ảnh hưởng bỏ qua cái ảnh hưởng của XM, đúng không? Cái dòng IM rất rất là nhỏ, xem như rất là nhỏ là chạy qua đây luôn, tức là điện áp giữa hai đầu này là V luôn. Do đó mình mới có công thức gần đúng ở đây là cái tổn hao trong lõi thép đó chính là V bình phương chia cho R. Thì còn nhớ công thức tính công suất đi qua điện trở đúng không? RI bình phương hoặc là V bình phương chia cho R. Thì ở đây mình áp dụng công thức là V bình phương chia R là công thức gần đúng. Vậy tức là cái công suất nó vào sau khi tổn hao trên cái thành phần stator thì còn lại là đi qua khe hở không khí để đi vào rotor, đúng không? Vậy thì công suất tạo ra ở trên khe hở không khí được gọi là công suất air gap power ha. Air gap là khe hở không khí. Vậy thì là cái BR, cái ký hiệu là BR, tức là B đi qua khe hở không khí đó. Thì các bạn hình dung công suất mà sau khi chuyển từ ngõ vào ha, chuyển từ ngõ vào đây đó, B sau khi cái tổn hao trên đây rồi đưa vào trong đây thì các bạn hình dung đó chính là đưa vào trong khe hở không khí, tức là nó sẽ tạo thành là cái gì các bạn,
nó sẽ tạo thành là cái công chính là cái công suất cái phần để tiêu thụ trên rotor. Mà cái phần tiêu thụ trên rotor thì các bạn hình dung thì đó có phải chính là cái công suất. Quay lại cái hình này để các bạn thấy ha. Rồi đây chỗ này sau khi đi mình lại quay lại cái sơ đồ này, tức là công suất nó vào sau khi tổn hao trên stator này, trên lõi thép này thì đưa vào trong rotor. Đưa vào trong rotor thì các bạn dùng cái công suất đó nó sẽ chính là công suất gì các bạn? Công suất tiêu thụ trên cái điện trở này. Đúng không? Điện trở R2 phải chi cho S thế này. Đó R2 phải chi cho S. Vậy thì các bạn hình dung đúng không? Công suất là công suất tiêu thụ trên là trên R. Ở đây là tổn hao trên R, tổn hao trên RM trừ hai cái thành phần này đi rồi. Vậy thì đi vào đây nó sẽ là công suất tiêu thụ trên cái R2 phải S này. Đúng không? Rồi cái dòng điện trong đây là I2 phải. Vậy thì các bạn thấy mình sẽ có công thức tính chỗ này. BR đó, công suất đi qua khẻ không khí bằng 3 lần, đúng không? I2 phẩy bình phương R2 phẩy S. Như thế này, tức là RI bình phương đó. Và R ở đây chính là R2 phẩy S. R2 phẩy chi cho S, xin lỗi ha. R2 phẩy chi cho S. Nhân với cái I2 phẩy bình phương. À, rồi. Cái công thức chỗ này tí nữa mình nói sau. Đây là công thức tính theo theo cơ học, theo đại lượng cơ thôi, tức là moment nhân với tốc độ. Nói sao mình đang nói theo công thức điện trước, tức là BR, B đi qua khe hở không khí là cái thứ nhất. Rồi sau khi đi vào trong khe hở không khí, tức là các bạn hình dung này, nó sẽ đi đến cái rotor. Đúng không? Từ stator qua khe hở không khí đến rotor thì đến rotor nó sẽ có tổn hao. Cái tổn hao thứ nhất là tổn hao trên điện trở của dây quấn rotor, tức là BCO2. Rồi lại quay lại mặt điện này các bạn thấy đây. Sau khi đi vào từ stator rồi đi đến rotor, bạn sẽ rất là tổn hao trên điện trở của rotor. Đó, điện trở của dây quấn rotor, tức là điện trở đó là R2 phẩy. Vậy thì BCU2 sẽ bằng là R2 phẩy nhân I2 phẩy bình phương. Đó. Rồi một cái lượng tổn hao trên rotor rồi thì cái lượng còn lại đó chính là tạo ra cái công suất trên trục của cái rotor đó. Đó, công suất điện tạo ra trên trục của rotor đó là BD. Rồi, BD. Vậy thì BD đó các bạn hình dung lại quay lại cái công thức cái này các bạn hình dung. Đó, cái dòng điện đi vào đây. Bây giờ sau khi trừ đi cái tổn hao ở đây rồi, trên điện trở của rotor rồi. Đó, vậy thì cái công suất còn lại chính là công suất trên cái điện trở này đúng không ạ? Chính là công suất tiêu thụ trên cái điện trở này, tức là R2 phải chi cho S nhân cho 1 chữ S. Vậy thì công thức để tính cái BD đó chính là R2 phải S. Đó, nhân 1 chữ S nhân với cái Y bình phương. Y ở đây là I2 bình phương. Đó, theo đúng công thức điện đúng không? Thêm hệ số 3 là 3. Không nói ha. Rồi. Ở đây mình mới có một số công thức tính theo cái S là hệ số trượt các bạn, S là hệ số trượt. Các bạn dùng công suất đưa vào trong khe hở không khí là BR. Thì từ khe hở không khí đưa vào trong rotor, vậy thì cái tốc độ của nó được thay đổi. Ban đầu nó đang quay ở bên khe hở không khí, cái từ trường bên khe hở không khí này các bạn dùng hoặc là bên phía stator nói chung này thì nó đang quay với cái tốc độ là omega s, cái từ trường đó ha. Cái moment tạo ra là TD, moment này là moment của động cơ tạo ra là TD. Đó, với cái tốc độ quay lúc này là tương ứng với tốc độ quay của từ trường trong stator, tức là omega s. À, rồi khi nó vào đến rotor, vậy thì tốc độ của rotor lúc này là omega, tức là so với omega s nó bị mất đi một cái đại lượng được gọi là đặc trưng bởi cái hệ số trượt s. Đúng chưa? Vậy thì cái lượng mất đi đó chính là s nhân với BR. Vậy là tương ứng là cái công suất tổn hao. Không? Công suất tổn hao trong rotor thì bạn dùng tức là BCO2 này sẽ được tính là S nhân với BR, tức là cái lượng mất đi là S à, hệ số trượt. Vậy thì cái lượng còn lại sẽ là 1 trừ S nhân với BR. Phía bên đây là 100% này, qua đây tổn hao mất một cái lượng là S nhân với BR. Vậy thì cái lượng còn lại là 1 trừ S nhân với BR. Đó. Hoặc là nếu tính theo đại đơn vị theo kiểu của cơ, tức là TD nhân với omega, tức là tốc độ bên phía rotor bây giờ là omega, tốc độ lúc này là bên phía stator này, đúng không? Khe hở không khí hay là stator nói chung là tức là TD nhân với omega s, còn chỗ này là TD nhân với omega. À, sở dĩ mình có công thức là như thế này là như vậy, chứ không các bạn dùng công thức là đây, BD ở đây không phải là từ trên đây mình triển khai xuống được như đây. À, nó khác à? Nó không phải ha, không phải là nhân cái này vào mà biến đổi ra được như đây, mà là cái ý nghĩa của nó ha. Bên đây là cái lượng tổn hao là S nhân với BR. Bên đây vậy thì lượng còn lại sẽ là 1 trừ S nhân với BR. Đó, đó là tính theo khe hở không khí. Còn nếu tính theo
tốc độ đúng không? Thì công suất sẽ bằng là moment nhân với tốc độ TD nhân với omega. Và bây giờ là rotor thì là tốc độ của rotor tức là omega. Đó. Tuy nhiên ở đây vẫn chưa phải là cái công suất cuối cùng mà. Công suất này là công suất cho động cơ có thể tạo ra được trên trục của rotor thôi. À, khi mà nó truyền ra được đến bên ngoài thì các bạn hình dung là cái quá trình chuyển động quay khi rotor nó quay đúng không? Nó sẽ sinh ra cái tổn hao do ma sát. Hoặc là tổn hao do cái vòng bi hay là cái mặt đạn nó quay nó sinh ra ma sát, nó những cái tổn hao đó nói chung. Vậy thì người ta gom chung tất cả cái tổn hao đó, mình gọi chung đó là tổn hao do chuyển động quay. B gọi là rotational, rotational trong chuyển động quay. Vậy thì cái công suất BD này trừ đi những cái tổn hao do chuyển động quay thì còn lại chính là công suất đưa ra ở ngõ ra, đúng không? Công suất ở ngõ ra của một cái động cơ. Vậy thì công suất ngõ ra Bout đó, vậy thì lúc này nó là hoàn toàn là công suất cơ rồi. Mà đó là công suất cơ thì mình tính bằng T nhân với omega. Omega là tốc độ của rotor. T ở đây khác với TD. Đúng không? TD là moment do động cơ tạo ra. Còn T ở đây là moment yêu cầu của phí tải hoặc là moment của hệ chuyển động của hệ thống của mình. Thì các bạn hình dung là khi hệ làm việc ổn định thì hai cái mô men này bằng nhau. Bạn nhớ là cái chương 1 đúng không? Đó. Còn khi hệ tăng tốc hay hệ giảm tốc thì TD với T này khác nhau. Và nếu hệ xác lập hay ổn định thì hai cái T này bằng nhau. Đó. Các bạn hình dung như vậy ha. Nó có cái sự khác biệt như vậy. Tức là ở đây. Bạn nhìn thấy cái đồ thị công suất, phân bổ luồng công suất như thế này. Thì cái đường nét đậm bên này là tương ứng với công suất đi từ ngõ vào đến ngõ ra. Đúng không? Còn cái đường nét mạnh hơn và bên tay trái bên đây tương ứng với các cái thành phần tổn hao ở trong cái động cơ. Thì các bạn hình dung thấy quá trình tổn hao, thứ nhất là tổn hao bên phía stator thì gồm có tổn hao đồng và tổn hao trên lõi thép, đúng không? Bên rotor thì chỉ có tổn hao đồng thôi, và đưa ra ngõ ngõ ra thì có tổn hao do chuyển động quay tức là do ma sát gì đấy vân vân. Thì đây là các công thức. Thì các công thức này, cái slide này khá quan trọng hơn bài tập của các bạn. Trong cái chương này nó nằm khá nhiều ở cái phần này. À, ví dụ như yêu cầu tính hiệu suất của động cơ này. À, hiệu suất thì là công suất chung này tính hiệu suất đúng không? Thì phải biết là công suất ngõ ra, công suất ngõ vào, ví dụ vậy. Rồi các cái thành phần công suất. À, thì cái bài tập của bạn nằm ở trong chương này khá nhiều. Bạn lưu ý ha. Rồi. Thì là qua nhìn xem thử một cái ví dụ như thế này. À. Cho một cái động cơ có công suất là 50 HP, tức là horse power, tức là sức ngựa các bạn ha. Tần số là 60 hertz, 3 pha. Ba cuộn dây bên phía stator là nối sao. Và khi động cơ đó hoạt động ở chế độ đầy tải thì tốc độ lần lượt thì tốc độ của động cơ đó là 1764 vòng trên phút. Cho biết tổn hao quay của động cơ là 950 W. Tổn hao đồng trong dây cuốn stator là 1,6 kW và tổn hao do sắt từ, không? Tức là do lõi thép là 1,2 kW. Yêu cầu là tìm hiệu suất của cái động cơ này. À, các bạn có theo kịp đến đây không? Đấy giờ cái slide chỗ này có gì cần phải giảng lại không ạ? Có cái nào chưa hiểu không? Alo. Theo kịp không các bạn? Alo, các bạn có theo kịp không? Dạ kịp rồi. Rồi. Và các bạn xem thử cái ví dụ này làm như thế nào. À, rồi, xem thử cái ví dụ này ha. Áp dụng các cái công thức mình vừa mới có trong cái slide này. Đúng không? Các bạn thử, thử xem thử rồi. Đó. Động cơ 50 hạt. À, xin lỗi 50 HP. À, là gì? Vậy thì thứ nhất là xác định cái 50 HP này là đó là công suất gì? 60 hertz, đúng không? Tốc độ khi đầy tải 1764. Đó, rồi các cái tổn hao, yêu cầu là cho biết các cái tổn hao và yêu cầu là tính cái hiệu suất. Đúng không? Thì các bạn hình dung đề bài yêu cầu là tính tìm cái hiệu suất của động cơ. À, mà hiệu suất của động cơ thì là gì các bạn? À, bữa trước mình đã nói rồi đúng không, hiệu suất của một cái hệ thống của một cái ấy thì luôn luôn nó sẽ là cái công suất nó ra chia công suất nó vào và tính theo đơn vị phần trăm đúng không? Công suất nó ra chia công suất nó vào tính theo đơn vị phần trăm
Đó. Rồi các bạn thử xem cái ví dụ này ha, trang 146. Rồi, đây là cái ví dụ 5.4 trong trong sách. À, các bạn thử xem thử coi ha. Coi có vấn đề trước khi có cái thầy trình bày cái bài giải cho các bạn ha. Rồi, thì các bạn bạn lấy thông cảm là học online nó có những cái khá là bất tiện ha. Ví dụ những cái những cái bài tập như thế này khi mà học offline trên lớp á, thì thầy sẽ dạy trực tiếp cho các bạn thì nó rất là tiện, rất là dễ, thầy nghĩ các bạn theo luôn nó cũng rất là thoải mái. Và học online như thế này thì nó hơi khó. À, tuy nhiên là thầy cũng sẽ cố gắng sắp xếp những cái buổi sau, sau khi đưa bài tập cho các bạn thì sẽ có những cái buổi giải bài tập ha, hướng dẫn các bạn giải bài tập. Thì hướng dẫn giải bài tập đó thì thầy sẽ giải trước cho các bạn, thầy sẽ giải ra giấy ha, và thầy sẽ chiếu cái bài giải của thầy lên, thì hy vọng là các bạn cũng theo theo kịp các cái bước như vậy. Đó. Thì khắc phục ha, thì bù lại cho các bạn thì cái đề thi nó sẽ nhẹ nhàng hơn chút xíu so với học offline đó. Đó, tại vì học online thì dù sao các bạn cũng bị thiệt thòi, phải truyền tải nội dung kiến thức, cái giao tiếp thầy trò thì chắc chắn là nó sẽ có những cái khó hơn đó, rồi bài tập các thứ nó cũng khó hơn đó. Là tuy nhiên đó là đề thi thì chắc chắn nó sẽ phải nhẹ nhàng hơn một chút đúng không rồi. Thầy sẽ tranh thủ trong lúc đó thầy sẽ điểm danh ha các bạn. Bạn nào có thì hô có nha. Bạn Liễu Quốc Bảo. Thì có Đó. Phạm Đăng Bình. dạ có Phạm Văn Cảnh. dạ có Lê Minh Chiến. dạ có thầy Nguyễn Đình Chiến. dạ có Phan Huy Chương. dạ có Rồi trong lúc đó các bạn khác cứ xem thử cái ví dụ này xem ha. Nguyễn Kim Cương. dạ có Phạm Ngọc Đức. dạ có Nguyễn Nhất Duy. dạ có Nguyễn Văn Hải. dạ có Nguyễn Hữu Học. dạ có Lê Ngọc Hiền. dạ có Phạm Huỳnh Hiệp. dạ có La Văn Hiếu. dạ có Hồ Ngọc Hiếu. dạ có Đặng Danh Hiệu. dạ có Đào Văn Hòa. Phan Công Hòa. dạ có Nguyễn Trọng Hoài. dạ có Phan Đình Hoài. dạ có Lý Minh Hoàng. dạ có Lê Quang Hưng. dạ có Trần Lê Quang Hưng. dạ có luôn thầy Lê Văn Huy. dạ có Nguyễn Lê Huy Hoàng Huy. dạ có ạ Nguyễn Nhật Huy. dạ có ạ Võ Nguyễn Duy Kha. dạ có Phạm Hoàng Kha. dạ có Lưu Đức Khải. dạ có ạ Hồ Nhật Khang. dạ có ạ Trần Nguyễn Nhật Khang. dạ có Nguyễn Đăng Khoa. Trần Đăng Khoa. dạ có Nguyễn Đăng Khôi. dạ có Võ Trường Kỳ. dạ có Trần Quang Linh. dạ có Nguyễn Văn Lực. dạ có ạ Nguyễn Đình Minh. dạ có Phan Sĩ Nam. dạ có Trần Công Nghị.
Nguyễn Nhã. Dạ có. Đặng Minh Nhân. Dạ có. Phạm Hồng Nhân. Dạ có. Nguyễn Minh Nhất. Có. Nguyễn Thị Yến Nhi. Dạ có. Tô Văn Phát. Dạ có. Phạm Hồng Phú. Dạ có. Huỳnh Thanh Phúc. Dạ có. Nguyễn Hoàng Phúc. Dạ có. Trần Minh Quân. Dạ có. Vũ Đình Sinh. Dạ có. Thiều Tấn Tá. Dạ có. Huỳnh Lê Hoàng Thái. Dạ có. Nghiêm Bá Thiện. À, Nguyễn Bá Thiện. Dạ có. Xin lỗi. Dạ có. À, Nguyễn Ngọc Thiệt. Dạ có. Trần Đình Thụy. Dạ có. Lê Minh Tiến. Dạ có. Nguyễn Thanh Tiến. Thái Văn Tiến. Dạ có. Huỳnh Trung Tín. Dạ có. Võ Trung Tín. Dạ có. Đinh Địch Tinh. Man Minh Cao Trịnh. Alo, các bạn đã nghe thầy đọc không? Lê Đình Trọng. Lê Đình Trọng. Ba bạn vắng rồi. Alo, thầy nghe em nói không thầy? Có. Dạ dạ, cho em điểm danh lại thầy, em mới bị lỗi mic. Em tên gì em? Dạ, Nguyễn Đăng Khoa. Nguyễn Đăng Khoa. Rồi thầy đọc lại chỗ nãy ba bạn nha. À, Đinh Địch Tinh. Man Minh Cao Trịnh. Lê Đình Chọc. Hoàng Việt Trung. Đào Xuân Trường. Dạ có. Lê Nhật Trường. Dạ có. Tô Quốc Trưởng. Dạ có thầy. Lâm Anh Tú. Dạ có. Nguyễn Anh Tú. Dạ có. Nguyễn Thị Bích Tuyền. Dạ có. Võ Khắc Vĩ. Dạ có. Nguyễn Đăng Việt. Dạ có. Trần Như Ý. Dạ có. Lê Thị Yến Yến. Dạ có. Dạ. Ok, cảm ơn các bạn. Thầy ơi, thầy ơi, em mới đi vệ sinh vô cho em điểm danh này được không thầy? Rồi, tên gì em? Tên gì? Từng, dạ, cho lên từng bạn một. Dạ, Đinh Địch Tinh thầy. Rồi. Dạ em cảm ơn thầy. Dạ em Lê Đình Trọng, xin danh lạc thầy ơi. Tên gì em? Lê Đình Trọng thôi. Lê Đình Trọng. Rồi. Còn bạn nào nữa không? Rồi, mình xem tiếp cái ví dụ này. Rồi, thì thầy sẽ hướng dẫn ha. Còn chi tiết thì các bạn có thể về xem sau. Rồi, thứ nhất là cái cụ thể các bạn thấy là người ta nói là cho một cái động cơ là có công suất là 50 HP, 50 ngựa. Thì thứ nhất hỏi các bạn là cái công suất 50 ngựa này là công suất nó vào hay công suất nó ra. Rồi, các bạn thấy ở đây đề đầu tiên hết rồi. Rồi. Đó. Có công suất ngõ vào và công suất ngõ ra, chắc chắn là người ta sẽ không, cái 50 HP này sẽ không phải là công suất thành phần ở trong đây rồi, thì một là ngõ vào, hai là ngõ ra. Đó. Vậy thì bây giờ hỏi bạn là công suất đây là ngõ vào hay ngõ ra. Đó.
Nó vào hay nó ra các bạn? Đây là be in hay là be out? Dạ be in. Be in. Các bạn có nhìn thấy cái slide cái trên cái màn hình của thầy không? Vâng. Ở đây người ta ghi sẵn là be out rồi các bạn. Đó. Rồi, vì sao ở đây lại là be out chứ không phải là be in? Đó. Và nói rộng ra các bạn hình dung là khi nói đến công suất của một cái động cơ, đúng không? Đó, hoặc là công suất của một cái thiết bị nào đó thì các bạn hình các bạn hiểu đó là công suất nó vào hay công suất nó ra, đúng không? À, thông thường nó sẽ là như thế này. Nhưng mà hình dung là mình là một khách hàng, mình là một người sử dụng, đúng không? Khi mình nói là mình đi mua cái động cơ với cái công suất là 50 HP, 50 sức ngựa, tôi cần một cái công suất là 50 ngựa, thì các bạn hình dung là cái công suất đó sẽ là công suất của ngõ vào và ngõ ra các bạn. Nó phải là công suất của ngõ ra. Không? Cái mình cần mà. Mình đang cần một cái công suất là 50 sức ngựa. Mình đi mua một cái động cơ là 50 sức ngựa. Vậy thì các bạn hình dung là cái động cơ đó nó phải cung cấp được là cái công suất là 50 ngựa. Mình đang cần như vậy mà. Đúng chưa? Còn ngõ vào của nó là bao nhiêu thì nó phụ thuộc vào cái hiệu suất của động cơ đó. Hiệu suất tiêu thụ động cơ đó. Mình nhớ không? Hiệu suất càng cao thì tức là cái tiêu tốn nhiên liệu nó càng ít. Không? Còn ở đây mình đang muốn là cái công suất tôi đi mua cái, tôi cần một cái lắp đặt một cái dây chuyền có cái công kéo một cái phụ tải, một cần muốn có một cái động cơ công suất là 50 ngựa thì tôi đi mua công suất 50 ngựa. Chứ nếu mà đó thì đó phải là công suất nó ra. Chứ nếu đó là công suất nó vào thì các bạn hình dung là mình sẽ tôi đâu có biết được là vậy thì nó ra của công suất là bao nhiêu. Ha, các bạn hiểu ha? Rồi, vậy thì tương tự như vậy mở rộng ra. Mình nói chung cho các cái thiết bị khác cũng vậy. Khi mà nói đến công suất của nó hoặc là khi nói đến cái theo mà các bạn xét theo quan điểm sử dụng mình đang cần cái gì. À, tôi là người sử dụng, tôi cần công suất này, vậy thì cái nhà cung cấp phải cung cấp là động cơ như vậy, hoàn dung ha, một cái thiết bị như vậy, một công suất như vậy đó, thì đó chính là cái công suất mà mình mà là ngõ ra, công suất hữu ích, công suất mình sử dụng được. À, thì 50 HP đây chính là công suất ngõ ra. Rồi thì cái bước đầu tiên người ta cho là công suất là đơn vị là HP, đúng không? Sức ngựa thì các bạn thấy là mình phải đổi ra đơn vị là watt hoặc là kW. À, đề bài đang ở đây cho đơn vị là kW hết thì mình chuyển hết về kW. Không? Một ngựa thì bằng bao nhiêu watt các bạn? Một HP bằng bao nhiêu watt? 750. 750 hoặc là 749 watt. Ha. Vậy thì các bạn thấy là đơn vị ở đây người ta đổi ra là watt với lại là kW luôn ha. Tức là lấy 1000 chia cho 750 đó được cái hệ số 1,34 này. Tức là đây là quy tắc tam suất đổi đơn vị thôi. Tức là thứ nhất là bước đầu tiên mình đổi cái công suất 50 HP này ra đơn vị kW thì nó còn là 37,3 kW. 37,3 kW là cái BAU. Rồi, quay lại cái hình này. Đây, thứ nhất là bây giờ mình đã có BAU rồi. Đề bài là yêu cầu là đi tìm hiệu suất. Vậy thì tức là mình phải đi tìm ngược lại cho bằng được cái BIN này. Hiệu suất thì sẽ là BAU chia cho BIN. Tính theo đơn vị phần trăm nữa thôi. Vậy thì đã có BAU rồi. Đúng chưa? Rồi. Thứ nhất là có BAU, vậy mình tìm ngược lên trên. Cái bước tiếp theo mình sẽ tìm là công suất phát ra trên trục của động cơ, tức là cái BD này. BD này thì sẽ bằng là BAU cộng với B do cái tổn hao quay. Không, B tổn hao cho cái chuyển động quay. Rồi, đề bài cũng cho cái tổn hao cho chuyển động quay luôn rồi. Đây, đó là 950W, tức là 0,95 kW, đúng chưa? Rồi, vậy thì các bạn thấy, mình tìm được cái BD bằng BAU cộng với B do tổn hao của chuyển động quay đó là 37,3 kW cộng với 0,95 tức là 38,25 kW. Đúng chưa? Rồi, tiếp theo tìm được cái BD rồi. Đúng không? Muốn tìm ngược lên trên cái khe hở không khí này thì các bạn thấy thì phải biết được cái giá trị R2 ở đây, đúng không? Dòng điện I2 ở đây. Tuy nhiên, ở cái đề bài này không cho gì đến cái giá trị của điện trở, đúng không? Hay là điện cảm trong cái động cơ này cả. À, vậy thì các bạn thấy gì? Nếu mà tính ngược trở lên đã có BD rồi, đúng không? Thì bước tiếp theo là phải tìm ngược trở lên cái BR này. À, bây giờ nếu tìm ngược trở lên cái BR đó theo cái công thức này là không được. Theo công thức bên đây cũng không được. TD nhân omega. Vậy thì là TD là không biết, đúng không? Moment để bạn không cho. Vậy thì các bạn thấy nhìn vào cái chỗ BD chỗ này mình có một cái mối quan hệ chỗ này, này.
À, trong trong sách này cũng có, thầy chiếu lên trên này cho các bạn nhìn cho nó dễ thấy. À, rồi đây. Nó đi lỗ. Đây, cái hình đây. À. Đây, đây, cái hình đây. BD, nếu tìm theo cái R2 và I2 thì sẽ không tính, sẽ không tính được vì đề bài không cho biết R2 là bao nhiêu hết. À, vậy thì các bạn thấy, muốn tìm ngược trở lên BD, vậy mình sẽ áp dụng công thức thế này. BD thì bằng BR nhân với 1 chữ S. À, BD mình tìm được rồi. Vậy đi muốn tìm cái BR này sẽ phải tìm cái S. Tìm được cái hệ số trượt S. À, mà hệ số trượt S thì được tính theo đơn vị gì các bạn? À, tính theo tốc độ. Đề bài đã cho một cái tốc độ đây rồi. À, rồi, S thì bằng gì các bạn? S thì bằng là NS trừ đi N chia cho NS. Đúng. N là tốc độ của rotor hay tốc độ của động cơ này. NS là tốc độ đồng bộ. Đúng. NS là tốc độ đồng bộ, tức là bằng 60F chia cho B. 60F chia cho B. Đúng. 60 nhân với F, F là tần số. Tần số ở đây là tần số của cái dòng điện cung cấp vào trong cuộn dây của stator, tức là 60 hertz ở đây này. 60F chia cho B tức là 60 hertz. Đó, F ở đây là 60 hertz chia cho BB. Và BB là số cặp cực, số đôi cực từ. Số cặp cực. Thì đề bài ở đây cũng không cho số cực từ là bao nhiêu hết thì mình sẽ không tìm được cái BB. Nhưng mà tuy nhiên các bạn nhớ lại là mình đã học trong cái môn máy điện rồi. Đó, đối với động cơ không đồng bộ. Đó, với cái tốc độ là 1764 vòng trên phút là tốc độ động cơ, tức là cái N đó. Đó. Vậy thì NS của nó sẽ phải lớn hơn N và nó là một cái số chẵn nào đó. Không? Vậy thì các bạn thấy 1764. Vậy thì tương ứng là NS nó sẽ tương ứng là khoảng là 1800. Vậy thì các bạn thấy 1800 nó sẽ bằng là gì các bạn? Nếu mà tính theo là 60F chia cho số cặp cực từ, vậy tức là 60 nhân 60. Không? 60F 60 là nhân với F là 60 nữa là 3600. 60 nhân 60 là 3600. Chia cho mấy thì nó được 1800 các bạn? Chia 2. Đúng không? 2 tức là như vậy là sẽ có 4 cực từ. Vậy thì đề bài ở đây suy ra là không? Động cơ này phải có 4 cái cực từ. Vậy số đôi cực từ, số cặp cực từ đó là 2. Được. Cái này mình hoàn toàn các bạn trong cái môn máy điện là các bạn đã mình đã phân tích rồi, các bạn đã phân tích rồi đó. Hoàn toàn có thể tính được. Vậy tức là mình phải suy luận ra được là 4 cực từ. Vậy thì số cặp cực là 2. Thì tìm được cái tốc độ đồng bộ là 1800. Từ đó tính ra được cái hệ số S là 0,02. Có hệ số S rồi thì quay trở lại tìm được cái BR. BR lúc đó sẽ bằng là BD chia cho 1 chữ S. À, được là 39 kW. Rồi, có BR rồi. Quay lại cái hình bên này. À, có BR rồi. Đây. Bây giờ muốn tìm Bin. Vậy thì bằng là BR cộng với cái tổn hao ở bên phía stator. Tổn hao bên phía stator thì đề bài đã cho rồi. Thì gồm có là gì? Là tổn hao và trong cái điện trở của stator và tổn hao trong lõi thép, tức là cộng thêm 1,6 và 1,2 kW thế này nhé. Vậy thì các bạn thấy Bin lúc này bằng BR, BCU1 và B lõi thép, đúng không? Cộng lại mình được công thức như này. Rồi, sau đó vậy thì có Bin, có Bout rồi, tìm được cái hiệu suất bằng Bout chia cho Bin 0,89 hoặc là 89%. Đó thì các bạn thấy. Các bạn có thể về xem lại cái ví dụ này ha. Ví dụ này là trang thứ 154. Thì đây là một cái ví dụ khác cơ bản thôi. Cũng không có gì. Nói chung là chỉ là áp dụng cái công thức mà các bạn vừa mới học thôi. Đó, áp dụng lại công thức này. Đó, các bạn có thể về xem lại cái ví dụ này. Rồi, đó là cái ví dụ. Mình xem tiếp một cái phần tiếp theo nữa là về đặc điểm ha. Rồi, thêm một cái vài cái slide nữa mình có thể nghĩ được rồi. Rồi. Sau khi đã tìm được cái đặc điểm và công suất rồi, thì cái mình quan tâm trong cái môn này đó là cái phương pháp về điều khiển tốc độ. Điều khiển tốc độ. Thì các bạn nhớ lại ha. Tương tự như trong động cơ một chiều, thì để điều khiển tốc độ thì mình phải biết được cái mối quan hệ giữa moment với tốc độ, dòng điện với tốc độ. Mình điều khiển tốc độ ở đây là điều khiển tốc độ theo cái moment, theo cái đáp ứng của dòng điện.
chứ không phải là điều khiển tốc độ khi mà mình không quan tâm đến các đại lượng khác. Đó, các bạn chung là vẫn như cái ví dụ trước thầy nói, mà mình điều khiển tốc độ, ví dụ để tạo ra tốc độ mới là 1.000 vòng trên phút, đúng không? Tương ứng với cái moment là 100 newton nhân mét. Nhưng lúc sau mình chẳng hạn mình thay đổi tốc độ đó nhưng mình vẫn giữ được cái moment đó, các bạn chung ha. Hoặc là giảm cái moment đi một nửa, tốc độ giảm một nửa, moment một nửa, chứ không phải là mình chỉ thay đổi tốc độ và mình không quan tâm gì đến moment. Và tương tự như vậy, moment thì cũng tương tự như là dòng điện đó, các bạn chung. Do đó mình phải xây dựng được cái mối quan hệ, hoặc là mình gọi là công thức, tốc độ theo moment, tốc độ theo dòng điện. Rồi thì mình có công thức nó như thế này. Thì dựa vào cái mạch điện này thì các bạn thấy bỏ qua cái nhánh RM với XM này, thì lúc đó xem như là I1 bằng với I2, I1 bằng với I2. Đó, tức là I2 phải, tức là dòng trong rotor. Thì các bạn hình dung vậy, lúc đó mình có cái dòng I2 phải thế này, sẽ được tính là, và lưu ý đây là mình có mạch điện là mạch điện phức, nhưng mà mình đang tìm là tìm cái độ lớn thôi, độ lớn. Vậy thì cái độ lớn của I2 sẽ bằng là V chia cho cái tổng trở bên đây, tổng trở trong đây. Đó, tổng trở trong đây thì sẽ là R1 này, cộng với R2S này, bình phương cộng với X tương đương bình phương, cái căn bậc 2, tổng trở của cái phần phía sau này. Vậy thì độ lớn của cái dòng điện I2 phải là như vậy. Rồi, từ đây mình có công thức điện ở bên đây nè, BD. Đó, BD bằng TD nhân với Omega. Omega là tốc độ của động cơ, đúng không? BD là cái mình vừa mới tính được đó. BD. Rồi, vậy thì chỗ này mình sẽ tìm được cái TD. TD thì sẽ bằng là BD chia cho Omega. Rồi, BD chia cho Omega. Rồi, BD chính là cái mình vừa mới tính này, theo công thức chỗ này. Đó, và mình quay lại đây. Rồi, BD chia cho Omega. Rồi, thì đưa cái này vào đây. Với I2 mình vừa mới tìm được ở đây này. Đó, thì thay I2 vào đây mình sẽ được công thức cuối cùng là như này. Tức là moment theo tốc độ. Rồi, 3 lần V bình phương nhân với R2S nhân với 1 chữ S. Chia cho S nhân với Omega nhân với R1 cộng R2S bình phương cộng với cái X tương đương này bình phương. Thì các bạn nhìn thấy, nhìn vào công thức này nó khá phức tạp, rất phức tạp luôn chứ không phải là khá phức tạp. Đó, mối quan hệ giữa moment và tốc độ bây giờ nó phụ thuộc vào thêm cả cái thành phần S nữa, mà S thì này thì là lại là cũng là tốc độ nữa, đúng không? Omega là tốc độ, S ở đây cũng là thay đổi theo tốc độ nữa, đúng chưa? Đó, S ở trong đây nữa. Mà thấy thì đây chính là một trong những cái đặc điểm làm cho cái việc điều khiển động cơ không đồng bộ nó trở nên rất là phức tạp. Nếu mình so sánh với động cơ một chiều, trong công thức tính moment của động cơ một chiều thì các bạn thấy nó rất là đơn giản. Đơn giản ở cái bước đầu tiên là nó không có cái thành phần X tương đương này, điện cảm này. Tại vì trong mặt điện một chiều nó không có điện cảm, đúng không? Và nó không có tổn hao trong lõi thép cái này, nó gần như bỏ qua hết. Mình thấy ha. Thì động cơ không đồng bộ, dạng động cơ xoay chiều đây nó khá là phức tạp. Do đó đây là một trong những lý do mà hiện nay người ta vẫn sử dụng cái động cơ một chiều nhiều, nó là như vậy. Tại vì cái điều khiển của nó rất là đơn giản. Nào, thì dựa vào công thức này các bạn đã nhìn thấy nó đơn giản rồi. Còn đối với động cơ không đồng bộ các bạn thấy công thức này khá phức tạp. Rồi, thì đây là công thức tổng quát. Mình mới tìm cách là mình giản lược cái công thức này đi. Nếu mà để như vậy thì nó phức tạp quá. Nó vừa phụ thuộc vào Omega mà S, mà Omega là tốc độ, S cũng là một tốc độ, rồi S ở trong đây nữa. Rồi, vậy thì cái bước thứ nhất là mình mới thay đổi, quy đổi cái Omega về cái Omega S. Omega là tốc độ của rotor hay còn gọi là tốc độ của động cơ, và S là tốc độ đồng bộ, rồi. Vậy thì Omega thì bằng Omega S nhân cho 1 chữ S. Mình có công thức này. Đó, thì vậy thì các bạn hình dung là Omega S hình như là cố định rồi. Omega này nó thay đổi theo S. Chữ Omega S thì lại là cố định. Omega S là tốc độ của từ trường quay trong stator, đúng không? Nó bằng là 60F chia cho B. Thì nãy mình mới tính đó. 60F chia cho B. 60 là số hàng số rồi. F là tần số của dòng điện cung cấp vào trong cái động cơ đó thì cũng là cố định. Tần số là mình đã biết, đúng không? Tần số dòng điện cung cấp vào trong động cơ là cái mình đã biết. Chia cho số cặp cực từ, số cặp cực từ. Mà số cặp cực từ thì nó phụ thuộc vào cấu tạo động cơ thì coi như là cũng cái đại lượng mình đã biết. Như vậy thì tức là Omega S là cố định. Vậy thì
dựa vào cái thay bằng thay omega bằng omega nhân với 1 chữ s ha, mình mới kết nối được cái chỗ này à, omega 1 chữ s chia cho omega chỗ này, vậy thì mình sẽ được đó là omega s, đúng chưa? Mình được cái công thức này đó, td lúc này nó chỉ phụ thuộc vào s thôi, omega s như vừa mới phân tích đó là hằng số rồi, cố định. Vậy thì td moment ở đây nó phụ thuộc vào s, tốc độ ở đây thay vì tốc độ thể hiện đơn vị là omega thì bây giờ tốc độ là hằng số s à. Rồi vậy thì mình có cái phương trình đặc tuyến moment theo tốc độ bây giờ đây. Thì đối với động cơ một chiều á, thì moment theo tốc độ moment đó là n hoặc là omega, đúng không? Còn đối với động cơ một chiều á, đúng không? Còn đối với động cơ không đồng bộ thì ngoài cái đại lượng là n hoặc omega ra thì mình còn thêm một đại lượng nữa là hệ số trượt s à. Và giống như câu trả lời lúc ban đầu của một bạn đó, tức là cái vùng giá trị của s này là từ 0 đến 1. À, 0 tức là không trượt, 1 tức là trượt hoàn toàn, tức là giá trị của nó. À, rồi, nhìn vào cái đồ thị đặc tuyến này mình sẽ có một số cái phân tích như thế này. Thứ nhất đây là cái đường đồ thị đặc tuyến moment theo tốc độ à, các bạn hình dung ha. S ở bên đây tại cái điểm này là tốc độ n, ở đây là tương ứng với ns này. Ns là tốc độ đồng bộ này. Đó, khi s bằng 0 chỗ này nè, omega bằng omega s tức là n bằng với ns này. Và khi s bằng 1 thì omega bằng 0 này, n bằng 0 này, ở dưới đây. Đó, bạn lưu ý ha. Rồi. Thì ở đây mình sẽ có tại đây là khi tốc độ bằng 0, tức là cái quá trình khởi động. À, tốc độ bằng 0 thì s bằng 1 này thì bắt đầu khởi động. Thì cái moment sinh ra tại cái thời điểm đó được gọi là moment khởi động, đúng không? Và khi tốc độ tăng dần lên, quá trình khởi động diễn ra thì cái moment nó cũng sẽ tăng dần. Và tốc độ quay, tốc độ tăng thì moment nó sẽ tăng. Đó, đặc điểm của động cơ không đồng bộ mà. Tuy nhiên đến một cái vị trí mà khi moment nó đạt được cái giá trị là maximum, tức là moment nó không thể tăng lên được nữa, nó đạt giá trị lớn nhất rồi. Vậy thì lúc đó nếu tăng tốc độ lên thì moment nó lại giảm đi, tại vì nó đạt được đỉnh rồi. Nó chỉ có thể giảm đi thôi chứ nó không tăng được nữa. Rồi. Và nếu mà tốc độ tăng đến khi bằng ns, tốc độ bằng đúng ns thì lúc đó moment nó sẽ giảm về không, đúng cái điểm này bạn chiếu xuống đây thì moment nó giảm về không. À, bạn còn nhớ trong cái video clip lúc ban đầu thì giới thiệu cho bạn khi n bằng ns moment nó giảm, tức là tốc độ nó giảm về, moment nó giảm về không, moment nó giảm về không tức là không còn sinh ra cái lực kéo, nó không còn sinh ra cái lực nữa, vậy thì tốc độ nó cũng sẽ giảm dần. À, tốc độ nó cũng sẽ giảm dần. Rồi, đó, có quá trình nó như vậy. Vậy thì ở cái quá trình này, đó, mình sẽ chia ra làm mấy cái vùng như thế này. Thứ nhất là cái vùng giá trị của cái T max này, ứng với cái giá trị mà moment đạt giá trị cực đại đây. À, moment đạt giá trị cực đại thì cái hệ số trượt khi đó được gọi là S max. À, các bạn lưu ý, S max này là S ứng với cái T max, chứ không phải là giá trị lớn nhất của S max ha. Giá trị lớn nhất của S max thì là bằng 1 ở đây rồi. Vì S chạy từ 0 đến 1, vậy thì S max là 1, không phải ha. Lưu ý, S max ở đây là S ứng với cái T max, chứ không phải là giá trị lớn nhất của S. À, bạn lưu ý cho thầy cái này. Rồi, tại cái thời điểm khởi động, TST tức là starting point này, thì S bằng 1. À, S bằng 1. Rồi, ở cái chế độ hoạt động thông thường, tức là cái vùng hoạt động thông thường, các bạn hình dung nó là cái vùng gần cái khu vực T max này, tức là cái moment cực đại này, mình sẽ muốn nó tạo ra hoạt động cái vùng có moment lớn nhất mà, hoặc là cái vùng có tốc độ lớn nhất, thì tốc độ lớn hơn thì giảm cái moment đi. Đó. Thì khi ở tốc độ ở cái vùng hoạt động bình thường đó, chế độ xác lập đó, thì cái hệ số S nó dao động từ giá trị của nó là từ 2 đến 7% thông thường ha, từ 2 đến 7%. Đó, thì đây là cái đặc tuyến moment tốc độ. Rồi, tương tự như vậy, qua đây mình sẽ chia ra chắc là cái phần công thức này bữa sau mình sẽ nói tiếp thôi. Một số công thức này nó hơi dài à, kèm với cái ví dụ này nữa. Rồi, chắc là hôm nay mình sẽ nghỉ đây là vừa rồi hết rồi. Rồi các bạn thấy rồi. Rồi, chắc là hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây nhé, mình sẽ tạm dừng ở đây. À, về nội dung cái bài học ngày hôm nay thì có bạn nào có câu hỏi gì không, có bạn nào cần trao đổi, có chỗ nào chưa hiểu không?
Alo. Alo. Các bạn có đang nghe thầy nói không? Được. Rồi. Nếu các bạn không có câu hỏi thì một số cái dặn dò với các bạn như lúc đầu thầy đã nói rồi ha. Môn này là hai thầy nhắc lại một chút để bạn nào bắt đầu chưa à. Môn này là hai hai tín chỉ thôi, 30 tiết thôi chứ không phải là ba. Nếu trên hệ thống của các bạn là ba thì đó là do trên phòng đào tạo xếp lịch nhầm. Thì các bạn thầy cũng đã báo lên khoa rồi, đang đang xử lý ha, chưa có kết quả cuối cùng. Thì để cho nó nhanh và giống như tạo cái áp lực thêm ấy, thì các bạn cứ phản ánh ha, phản ánh theo cái cân của sinh viên, thầy thì là phản ánh theo cái cân của giảng viên, thì để phòng đào tạo sửa lại. Tại vì nếu không thì sẽ thiệt thòi cho các bạn, vì hiện nay các bạn đang đóng tiền là theo ba tín chỉ mà là các bạn chỉ có học học có hai thôi. Do đó bạn lưu ý, bạn sửa lại và các bạn phản ánh lại cái thông tin này nhé. Cái thứ nhất, cái thứ hai là trả lời câu hỏi của bạn trưởng hôm trước, thì là môn này cuối kỳ hay là thi hay là làm đồ án, thì câu trả lời là thi. Thi làm bài tập, vừa có bài tập và vừa có câu hỏi trắc nghiệm nữa, một vài cái câu hỏi trắc nghiệm thôi đó, khoảng 10 câu, 10 câu hoặc là 5-6 câu gì đấy, tùy theo cái thầy sẽ cân đối cái mức điểm để cho các bạn nó thoải mái, nó dễ nhất ha, vừa làm câu hỏi trắc nghiệm mà vừa làm bài tập. Rồi ngoài ra thì là về cái nội dung bài tập thì mình đã học hết chương 2 rồi, thì đúng là hôm nay thầy sẽ cung cấp cái bài tập chương 2 cho các bạn. Tuy nhiên như thầy nói, có một số cái việc bạn này chưa có kịp dịch nó ra tiếng Việt ha. Cái file bằng tiếng Anh thì thầy có rồi, nhưng mà đưa cái file tiếng Anh thì sao là thầy khó cho các bạn, chưa kịp dịch ra tiếng Việt. Thì trong tuần này, tuần tới thì thầy sẽ làm và cố gắng là thầy khi nào xong thì thầy sẽ đăng lên những cái hệ thống e-learning cũng như là thông báo qua cái group Zalo cho các bạn và các bạn làm bài tập. Thầy sẽ có thông báo cụ thể làm và nộp qua cái hệ thống e-learning luôn ha, để lấy cái điểm quá trình cho các bạn. Được chưa? Rồi hôm nay là mình là buổi thứ năm, tức là 50% rồi đó các bạn ha, 50% được được một nửa quá trình rồi ha, được một nửa quá trình đó. Mình bị học trễ mất 2 buổi ha, hai mình bị 2 buổi thì chắc chắn là sẽ phải bù rồi các bạn ha, sẽ phải bù. Thì cũng may là môn này chỉ có 30 tiết, cho mình sẽ kết thúc sớm hơn các môn khác, thì sau đó mình sẽ có cái thời gian để bù ha, để bù. Rồi có bạn nào có câu hỏi gì nữa không, có gì cần trao đổi nữa không? Alo. Rồi nếu không có bạn nào có câu hỏi, không có nội dung gì thêm thì hôm nay mình dừng tại đây nhé các bạn. Dạ em chào thầy ạ. Rồi các bạn mở mà thôi, không cần chụp nữa đâu, không cần chụp hình nữa đâu. Nếu có gì thì có thông tin gì thì nhờ các bạn xác nhận sau cũng được. Rồi nếu không có cái gì câu hỏi thắc mắc trao đổi thêm thì các bạn hôm nay mình dừng tại đây nha. Em chào.